Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tô Linh Việt Nam. Trong clip ngày hôm nay chúng ta sẽ lại nói về repeater, nhưng đây là một chủ đề được rất nhiều bạn quan tâm. Hãy cùng mình điểm qua nhanh 7 tiêu chí đánh giá trước khi lựa chọn một sản phẩm mở rộng sóng. Ok, intro. Có một cái thực tế là rất nhiều người dùng khi thấy mạng nhà yếu là đi mua repeater này, repeater kia mà vô tình bỏ qua hoặc không chú ý đến một yếu tố cực kỳ quan trọng, đó là nhu cầu sử dụng. Mình lấy ví dụ như nhà bạn có diện tích lớn, nhiều bậc cảng, có nhiều lầu như là khách sạn mini hoặc là nhà cao tầng chẳng hạn. Thì như video trước đây mình có nói qua về các thiết bị mở rộng sóng á, bạn có thể xem lại ở đường link trên đây ha. Thì repeater chỉ hoạt động ổn định khi nằm trong vùng phủ sóng của nguồn phát chính mà thôi. Nên đối với trường hợp là nhà có diện tích lớn hoặc là môi trường sử dụng có diện tích rộng á, thì một thiết bị router hoặc là access point sẽ là sự lựa chọn phù hợp hơn so với các bộ mở rộng sóng. Nên thứ nhất, chú ý đến nhu cầu sử dụng. Tiêu chí thứ hai đó là cấu tạo của thiết bị. Đa phần các repeater bạn tìm mua trên thị trường ngày nay sẽ có hai dạng: chấu cắm nguồn trực tiếp và cổng USB. Lúc này bạn sẽ cần phải cân nhắc xem nếu tất cả các ổ điện trong nhà đã bị chiếm dụng hoặc là nằm ở những vị trí góc tường bị khuất, hay đơn giản là bạn đang cần một thiết bị nhỏ gọn để có thể mang theo trong những chuyến du lịch hoặc là công tác xa, có thể sử dụng ngay tại khách sạn luôn, thì những thiết bị repeater có cổng cấp nguồn là USB này sẽ là sự lựa chọn đa dụng hơn dành cho bạn. Tiêu chí tiếp theo liên quan một chút về vấn đề kỹ thuật và tài chính của bạn. Hầu hết các hộ gia đình tại Việt Nam ngày nay đều sử dụng Wi-Fi chuẩn N, tức là băng tần 2.4G á. Thì cái đặc điểm của sóng 2.4G này đó là tốc độ chậm cũng như là khả năng bị nhiễu rất là cao, do nó sử dụng chung tần số với những thiết bị điện tử khác như là TV hoặc là lò vi sóng v.v. Lúc này những thiết bị repeater băng tần kép sẽ cung cấp thêm một tần số 5G nữa, có tốc độ nhanh hơn cũng như là khả năng kháng nhiễu tốt hơn như là con Totolin ES12M ở đây. Tuy nhiên đổi lại thì chi phí dành cho nó cũng sẽ cao hơn so với những thiết bị một băng tần, và yêu cầu điện thoại của bạn cũng phải có hỗ trợ băng tần 5G mới có thể bắt được sóng AC phát ra. Tiêu chí thứ tư cũng không kém phần quan trọng, đó là phạm vi phủ sóng. Với những repeater chỉ có một anten thì tốc độ truyền tải thường khá là thấp, chỉ khoảng là 150 Mbps/s, phù hợp với những căn hộ có diện tích nhỏ nhỏ. Nhưng đối với những repeater có từ 2 anten trở lên này sẽ cho tốc độ truyền tải là nhanh hơn, cùng vùng phủ sóng là rộng hơn, phù hợp với những căn nhà có diện tích lớn hoặc là có nhiều vật cản. Tất nhiên thì những repeater có 2 anten trở lên như thế này sẽ có giá thành cao hơn so với những repeater chỉ có 1 anten. Kế đến, bạn cũng nên quan tâm đến giá bán của sản phẩm. Hiện tại thì trên thị trường mức giá dành cho các repeater dao động tầm khoảng từ 100-200 ngàn cho đến 500-600 ngàn, tùy thuộc vào từng nơi bán. Cá nhân mình thì thấy là mua thiết bị mạng trên các trang thương mại điện tử sẽ có mức giá rẻ hơn so với mua bên ngoài, nhất là khi bạn áp các mã giảm giá hoặc là voucher khuyến mãi v.v. Nhưng mua online cũng có một cái nhược điểm, đó là bạn không thể tự tay kiểm tra sản phẩm, dẫn đến tình trạng đó là hàng bị móc méo hoặc là hư hỏng khi vận chuyển nè, hoặc là khi hàng đến tay bạn rồi thì lại không đúng như mô tả. Nên đây cũng là một trong những tiêu chí mà bạn nên cân nhắc. Vì là thiết bị điện tử nên bạn cần chọn mua repeater tại các cửa hàng lớn uy tín như là Phong Vũ, Savonex, Thế Giới Di Động. Mình nói như vậy không có ý là những cửa hàng còn lại là không uy tín, nhưng tốt nhất là bạn nên chọn mua ở những nơi mà mình cảm thấy tin tưởng, hoặc là có thể tham khảo từ những người thân, bạn bè hoặc đồng nghiệp xung quanh. Tiêu chí cuối cùng bạn cần hết sức chú ý đó là thời gian bảo hành của sản phẩm. Bởi đây là những thiết bị điện tử, cho nên nếu trong quá trình sử dụng gặp phải bất kỳ sự cố hay là vấn đề gì, bạn có thể dễ dàng đổi được một thiết bị mới nếu còn trong thời hạn bảo hành. Hiện tại thì các thiết bị mạng của Totolink đều có chính sách bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 24 tháng khi phát sinh lỗi. Bạn có thể nhấn vào đường link bên dưới phần mô tả để tìm hiểu thêm nhé. Hy vọng là qua video này bạn sẽ có thêm được những kinh nghiệm và cách để lựa chọn thiết bị repeater phù hợp với nhu cầu bản thân. Và đừng quên để lại một like và chia sẻ nếu bạn thấy nó hữu ích. Đồng thời đăng ký kênh cũng như nhấn nút chuông bên cạnh để nhận được thông báo khi mình ra video mới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.